Xin chào bà con, cảm ơn bà con đã sử dụng cái sản phẩm của Âu Mỹ trong những thời gian vừa qua. Mình là Lê Trung Thực, mình xin hướng dẫn cho bà con mình cái việc sử dụng cái vi sinh. Thì mình thấy trước giờ bà con mình thường có cái thói quen là sử dụng cái vi sinh của Âu Mỹ mà gói 113g ZPOS, gói vàng là 227g đó, thì cũng ZPOS hoặc là BZT, và những cái gói 227g và dạng bột đó, thì hiện tại là báo cho bà con là nó là cái dòng Bacillus SBB, cho nên đó là bà con mình có, nếu như mà chúng ta nhân sinh khối tức là sụt khí á, thì chúng ta nên làm là cái đường mạch thì cũng phải cẩn thận. Đường mạch một gói đó cho 200 lít, tuy nhiên là chúng ta đường mạch là phải sạch nha, và chúng ta sụt khí ở 2 đến 3 tiếng thôi, và chúng ta không cần sụt khí nữa đó, là chúng ta để đó và bị kích hoạt lên là khoảng 12 tiếng là nó đã kích hoạt rất tốt, và cái mùi nó cũng đẹp tốt, mùi thơm của vi sinh. Tuy nhiên pH nó không giảm nhiều nha bà con, pH từng, nếu mà bà con đang làm 7 thì nó còn khoảng 5 hoặc là 5 hoặc là 5.5, tức là không giảm pH đó. Rồi thứ hai nữa là chúng ta có thể chúng ta tạt, tại vì cái đó là quá trình đã người ta đã kích hoạt con vi sinh lên rồi, chúng ta vào những nước tạt thôi cũng không cần sụt khí nữa đó. Thì mình sụt khí là kích hoạt nó lên, nhưng mà cái này nó đã kích hoạt rồi, đối với dòng Bacillus này đã kích hoạt rồi, cho nên thường bà con mình không cần sụt khí đâu đó, chúng ta có thể hòa dưới nước để tạt luôn đó. Thì Bacillus SBB thì cái lon 113g hoặc là 27g với POS, rồi cộng với gói vàng đó, hoặc là các cái gói xanh mà BZT hoặc là BZT của Âu Mỹ, với gói bạn mà cái dòng của chúng ta thấy trên hình ảnh, thì chúng ta không cần sụt khí cũng được nghe bà con. Rồi một gói thì chúng ta sử dụng cho khoảng 1.500 đến 2.000 mét khối nước. Chúc bà con mình thành công và nhận diện cái sản phẩm vi sinh nó có hiệu quả bằng cái quá trình là nước sạch và tảo tốt và giảm tảo, rồi nước sạch và không bị khuẩn, cũng như là quá trình nuôi tôm được tốt hơn. Chúc bà con mình thành công. Cảm ơn bà con rất nhiều. Âu Mỹ AEC, chất lượng tạo niềm tin.